Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn VITV phiên bản YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nga và Liên Hợp Quốc thảo luận vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Văn phòng của ông Zelensky đe dọa phá hủy cây cầu Crimea. Vì sao phương Tây âm thầm nới lỏng trừng phạt Nga? Trước tình hình đáng lo ngại tại nhà máy điện Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine, Liên Hợp Quốc và Nga đang thảo luận vấn đề vận hành an toàn nhà máy này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để thảo luận về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Liên Hợp Quốc hiện đang cân nhắc cử các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nếu cả Nga và Ukraine đồng ý. Cụ thể, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này có năng lực logistic và an ninh để hỗ trợ chuyến làm việc của các thanh sát viên này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Ukraine vào ngày 18 tháng 8. Sau đó vào ngày 19 tháng 8, thì ông sẽ tới thăm cảng Odessa bên bờ biển đen, nơi xuất khẩu ngũ cốc đã được nối lại theo một số thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trước đó, thì cả Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân ở miền đông Ukraine. Nhà máy hiện vẫn đang được các kỹ thuật viên Ukraine vận hành. Liên Hợp Quốc cho biết họ có thể tạo điều kiện cho các thanh sát viên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế từ Kiev tới nhà máy điện. Nhưng Nga cho biết bất kỳ chuyến đi nào qua thủ đô của Ukraine đều quá là nguy hiểm. Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ sở hữu hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới được robot hóa, đồng thời có thể điều khiển bằng tay hoặc là điều khiển từ xa. Nếu quá trình nâng cấp thành công thì MLRS mới là vũ khí robot hóa đầu tiên trong số các hệ thống pháo phản lực của quân đội Nga. Tuy nhiên, thì vũ khí sẽ không được robot hóa hoàn toàn vì ở chế độ không người lái, các đặc tính kỹ thuật của nó sẽ chắc chắn khó phát huy hiệu quả. Ngoài ra, thì Nga cũng đang nghiên cứu bộ công cụ robot hóa cho xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thông thường. Cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky mới đây cho biết là lãnh đạo Ukraine có kế hoạch phá hủy cây cầu Crimea. Ông gọi tuyến giao thông huyết mạch nối bán đảo với phần còn lại của Nga là bất hợp pháp và tuyên bố ý nghĩa quân sự to lớn của cuộc vượt biển. Tuy nhiên thì ông không nói rõ là chiến lược tấn công của quân đội Ukraine vào Kyiv. Theo hãng tin AFP, Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau hai lần hoãn lịch phóng. Cụ thể thì không quân Mỹ đã phóng ICBM mang tên Minuteman 3 từ vùng căn cứ Vandenberg ở California. Tên lửa bay hơn 6.700 km đến đảo Sanho Kawarin thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Vụ phóng thử tên lửa này là các hoạt động định kỳ nhằm minh chứng cho năng lực gian đe hạt nhân của Mỹ là an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả. Trước đây, thì Mỹ có hàng trăm vụ thử nghiệm tương tự và vụ thử lần này không liên quan đến tình hình thế giới hiện tại. Ban đầu, thì Mỹ dự kiến thử nghiệm vào tháng 3, nhưng đã phải hoãn lại nhằm tránh leo thang căng thẳng với Nga do cuộc xung đột tại Ukraine. Vụ thử tiếp tục bị hoãn vào đầu tháng 8 khi mà Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo và tập trận đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan. Chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Odessa của Ukraine cách đây 2 tuần theo thỏa thuận nối lại hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã cập cảng Tartus của Syria vào ngày 16 tháng 8. Con tàu mang tên Raroni treo ở treo cờ Syria Leon chở 26.000 tấn hàng, ban đầu được lên kế hoạch tới Liban. Quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, khiến hơn một nửa dân số rơi vào cảnh thiếu ăn. Tuy nhiên, thì do Liban từ chối nhận hàng do lo ngại về chất lượng hàng hóa khiến con tàu phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để giữ một phần tại cảng Mersin. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 và căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang, dồn dập trong suốt thời gian qua. Khi các quốc gia này liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt nhắm vào Nga, tuy nhiên thế giới quan sát nhận định là phương Tây dường như đang âm thầm nới lòng các biện pháp cấm vận Nga ở một số lĩnh vực để tránh bị tác động tiêu cực từ các chính sách và động thái trừng phạt trước đó. kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, thì Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới trong một nỗ lực nhằm gây áp lực lên Moscow để chấm dứt chiến dịch quân sự. Tuy nhiên thì có một thực tế mà nhiều chuyên gia và chính trị gia đã thừa nhận rằng phương Tây đã làm tổn thương chính mình khi cố gắng trừng phạt Nga. Ví dụ trong lĩnh vực năng lượng thì các lệnh cấm vận Moscow đã khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, dẫn tới lạm phát ở nhiều nước phương Tây gia tăng. Vì vậy theo các chuyên gia thì phương Tây trong thời gian tới đã bắt đầu có những biện pháp âm thầm nhằm nới lỏng các biện pháp cứng rắn chống lại Nga. Đầu tiên, Liên minh châu Âu đã ra quyết định thêm những ngoại lệ vào lệnh trừng phạt của Nga, cho phép các nước ngoài khối có thể giao dịch với các thực thể của Nga bị trừng phạt, bao gồm các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước của Moscow. Ngoài ra, thì các chuyên gia nhận định thì EU cũng đã có những điều chỉnh trong lệnh trừng phạt để cho phép một phần dầu của Nga được đi vào thị trường để tránh làm giá dầu thế giới tăng vọt. EU có thể cũng đã nhận ra rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga dường như không hoạt động quá hiệu quả theo cách mà EU mong muốn và có nguy cơ gây tổn thương cho các bên thứ ba không liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Giới quan sát nhận định là các nhà hoạch định chính sách phương Tây dường như đã nhận ra một thực tế rằng việc trừng phạt Nga là không hề dễ dàng như việc trừng phạt các nhà xuất khẩu dầu quy mô nhỏ khác. Mặt khác thì Nga không chỉ là ông lớn năng lượng mà còn là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới những mặt hàng thiết yếu như phân bón, lương thực. Nga sẽ tăng cường và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang để bảo vệ lợi ích quốc gia của các đồng minh. Nga cam kết hiện đại hóa quân đội nhằm bảo vệ các đồng minh, tuyên bố được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 10. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ chủ động tích cực tham gia hoạt động phối hợp chung với các đồng minh, đối tác, đồng thời cải thiện các cơ chế an ninh quốc tế hiện hành, tạo ra các cơ chế mới cũng như cải thiện trang bị vũ khí và khí tài quân sự hiện đại, mục tiêu là nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như bảo vệ các đồng minh của Nga. Hội nghị an ninh quốc tế Moscow năm nay thu hút hơn 700 khách mời từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. FSB mới đây thông báo là vào ngày mùng 4, mùng 9 và 12 tháng 8 tại quận Kuratov, vùng Kursk, các nhóm phá hoại của Ukraine đã đặt mìn giật đổ 6 cột điện cao thế 110, 330 và 750 kV dẫn điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk tới khu công nghiệp giao thông cơ sở hạ tầng xã hội và phục vụ người dân trong khu vực cũng như là các vùng lân cận của đất nước. Theo FSB, vụ phá hoại dẫn đến vi phạm quy trình công nghệ vận hành nhà máy điện hạt nhân hiện đang diễn ra hoạt động tìm kiếm những kẻ phá hoại và đồng bọn của chúng. Thứ trưởng Duma Quốc gia từ khu vực Crimea nói tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine đã bị phá hủy, giờ đây quân đội Nga phải đối đầu với các lực lượng của phương Tây, vốn đã triển khai chỗ đứng của họ ở Ukraine. Vì Nga đã ghi nhận một số lượng lớn lính đánh thuê trong hàng ngũ quân đội Ukraine, bao gồm từ Anh và Ba Lan, không đề cập đến nguồn cung cấp vũ khí liên tục và quy mô lớn. Theo ông, thì các nước phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ luôn tìm cách duy trì một thế giới đơn cực, trong đó họ đề ra các lệnh và áp đặt các điều kiện của mình lên tất cả mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Điển, Thủ tướng Đức cho biết là dù trong giai đoạn khó khăn nhưng việc liên lạc trực tiếp với Tổng thống Putin là rất quan trọng. Theo chính trị gia này, bằng cách này, ông muốn truyền đạt cho các nhà lãnh đạo Nga quan điểm của phương Tây về chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Ngoài ra, thì ông cũng nói thêm rằng ông không xem việc có thể bình thường hóa quan hệ song phương với Moscow trong tương lai gần thỏa thuận khơi thông tuyến đường vận chuyển ngũ cốc từ ukraine ra nước ngoài không chỉ giúp khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc của nước này mà còn giúp đỡ các rào cản với các hoạt động đưa lúa mì của nga ra thị trường thế giới trong bối cảnh xung đột nổ ra khiến giá cả thực phẩm và năng lượng tăng cao, hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Hai thỏa thuận được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng trước với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen và đảm bảo lương thực và phân bón của Nga không chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo các nhà quan sát, thỏa thuận này không chỉ giúp khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, mà nó còn giúp đảm bảo hoạt động xuất khẩu lúa mì vốn có vai trò quan trọng với nền kinh tế Nga nói riêng và với chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung. Trong thỏa thuận, Nga đã yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu thông báo rộng rãi về việc không áp các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành thực phẩm và phân bón của nước này. Tại hội nghị Moscow về an ninh quốc tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ không kết thúc trong một ngày. Tuy nhiên, thì không thể cho phép xung đột và chiến tranh vượt ra ngoài khu vực. Tất cả các bên cần thúc đẩy việc giải quyết khủng hoảng Ukraine và đầy đủ trách nhiệm. Và Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục công việc và vai trò xây dựng của mình trong vấn đề này thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tâm trấn vitv một lần nữa quý vị đừng quên xem và subscribe kênh youtube vitv cảm ơn các bạn đã xin kính chào và hẹn gặp lại